tiếp nối sự khai trương showroom tại 38 Trần Hoàng Na, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vào tháng 4 vừa qua. Ngày 4 tháng 6, Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Bucle Việt Nam đã tổ chức thành công sự kiện Bucle Vui Cùng Tết Thiếu Nhi với sự góp mặt của hơn 3.000 khách mời, đặc biệt là sự ủng hộ của các em nhỏ và các bậc phụ huynh tại thành phố Cần Thơ. Đây là hoạt động trải nghiệm thực tế đầy thiết thực nhằm lan tỏa thông điệp ngại gì vết bẩn, cùng con vui chơi, gia đình thêm gắn kết, mùa hè chọn niềm vui. Đồng thời, chương trình cũng đánh dấu sự ra mắt của bộ 4 sản phẩm sinh học thuần chay, gồm nước rửa chén, nước lau sàn, nước giặt xả đa năng, nước xịt rửa nhà bếp và dung dịch diệt khuẩn nhà tắm được chiết xuất từ 99% tự nhiên theo công nghệ tiên tiến của châu Âu đạt chuẩn PNG của Bucle trong ngành hàng tiêu dùng organic tại thị trường Việt Nam. Sau 2 tháng nhân lúc khởi động thì hiện tại Bucle đã mở được 4 showroom trưng bày tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Và đặc biệt hơn, chúng tôi đã tiếp cận gần 6.000 đại lý và cộng tác viên trên 38 tỉnh thành tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. Và chắc chắn rằng trong năm 2023 này, chúng tôi sẽ phủ sóng tới 63 tỉnh thành, nhượng quyền 200 cửa hàng offline và hàng nghìn điểm bán lưu động trên toàn quốc. Hy vọng rằng trong thời gian đến, những sản phẩm thuần chay hữu cơ của Bucle sẽ được xuất hiện nhiều hơn trong căn nhà của hàng triệu gia đình Việt, mang đến những giải pháp xanh, lan tỏa thông điệp tích cực về lối sống lành cho cộng đồng và xã hội. Với kim chỉ nam, giải pháp xanh cho mọi gia đình Việt, Bucle không ngừng phát triển các sản phẩm thuần hữu cơ chất lượng, thân thiện với môi trường, cũng như liên tục thực hiện những hoạt động ý nghĩa liên quan đến các vấn đề xã hội, môi trường, hướng tới các giá trị bền vững. Thông qua chương trình, Bucle cũng hy vọng những hoạt động ý nghĩa này giúp nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ, cũng như lan tỏa lối sống xanh, sống lành, sống khỏe đến cộng đồng và xã hội.